Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ, cùng nương ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư thỉnh hết thầy chư chúng đà phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tầm về nơi pháp hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo, phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo, tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Buổi thứ hai, phẩm tựa thứ nhất, chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đành lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiên chư Phật. Chí tâm đành lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiện tôn pháp. Chí tâm đành lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiện hiện thánh tăng. Phạm vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mới. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghĩ chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn, dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyền Thế Nhân Phẩm Tựa Thế Nhất. Tiếp theo lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lời nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: Cùng các vị đại sĩ, các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghi thời này, Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn mưa phạm vũ lớn thôi phạm loa lớn đánh pháp cổ lớn và nhiên pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ, thấy điểm lành này Phật kia phóng hào quang đó, rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy, phần vì muốn cho chúng sinh đều đáng nghe biết pháp màu. Mà từng cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điểm lành này các thiện nam tử, như vô lượng vô biên á tăng kỳ kiếm về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai ứng cũng chánh biến chí minh hành tung thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn diễn nói chính pháp. Ban đầu vừa ruộng sâu ba chẳng đều lành nghĩa lý rất xấu xa lời lẽ khéo màu thuần một không tam đầy đủ cả tướng phạm hành thanh bạch Phật vì người cầu đạo thanh văn nói pháp từ để thoát khỏi sanh già bệnh trên cứu cánh niết bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng Bồ Tát nói sâu phạm ba la mừng làm cho chứng đẳng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thành bừng những thiên chuồng trí kế lại có Đức Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh lại có Đức Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh như thế đến hai muôn đứng Phật đều đồng một tên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh lại cùng đồng một họ họ Phá La Đoà Di Lặc nên biên Đức Phật trưởng Đức
Phật sau đều đồng môn tên Niêu Nhật Nguyệt Đăng Minh đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành Đức Phật ruột sau cả lúc chưa xuất gia có tám vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trường Ý, thứ bảy tên Hương Ý, thứ tám tên Phạm Ý. Tám vị vương tử đó có oai đứng từ tại đều lành trì bốn châu thiên hạ, nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bỏ ngôi vua, cùng xuất gia theo phán tâm đại thừa thường tu hành thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư thuở trướng đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vun trồng các cõi lần đương vương nhật nguyệt đăng minh lúc đó nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư giáo bồ tát và Phật sở hồ niệm nói kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp băng nhập vào cạnh chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chẳng động. Khi ấy trời mưa hoa mạn đà la hoa ma mạn đà la hoa mạn thù xa cùng hoa ma ha mạn thù xa để giải trên đức Phật và hàng đại chúng cấm cõi nương vương sáu điều vang đông. Lúc đó trong ngồi hàng tỳ kheo ni cưng sư nam cưng sư nữ, trời rộng già xóa căng tháng bà tu la ca lô la cực na la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân thánh vương vân vân, các đại chúng đó đặng điều chưa từng có mừng rỡ chấm tay một lòng nhìn vương. Bấy giờ đương Như Lai từ tướng long trăng chẳng giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng rồi gom cùng cả một muôn tám nghìn cõi nương ở vương đông như nay đương thay ở cõi Phật đây. Di Lặc nên biến khi đó trong hội có 20 ứng Bồ Tát ưa muốn nghe pháp các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đặng điều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà vòng ánh sáng này. Khi ấy có vị Bồ Tát yêu diệu quang có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong chánh định mà dây vì diệu quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phần Sở Hộ Niệm trải qua 60 tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi đúng ấy. Trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến giờ mười tiểu kiếp thân tâm đều không lay động. Nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bây giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà danh lười mọi Đức Phật Nhất Nguyệt Đăng Minh trong 60 tiểu kiếm nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập bộ dư niên bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đức Tạng Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ kỳ cho bao các tỳ kheo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát này kể đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai ứng cung chính đẳng chính giác Đức Phật
Phần thọ ký xong vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. Sau khi đứng phần diệt độ diệu quang Bồ Tát chỉ kinh diệu pháp liền hóa đại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói tam người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài diệu quang. Ngài diệu quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Các vị vương từ đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức phần đều thành Phật đạo. Vì thành Phật rốt sau hết hiểu là nhiên đăng trong hàng 800 người đệ tử có một người tên Cầu Danh. Người này tham mưa danh lời dâu cũng đồng tôn các kinh mà chẳng thuộc rành phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cùng cho có đồng các nhân duyên căn lành nên đặng gầm vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng người khen Di Lặc. Nên biết lúc đó diệu quang Bồ Tát đâu phải người nào là trên là ta đây, còn Cầu Danh Bồ Tát là ngài đây. Nay đây điểm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hóa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta như thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp có vầng nhân trung tôn yêu nhân nguyện đăng minh đức Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh vô số ưng Bồ Tát kiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương từ thấy đại thánh xuất gia cùng theo tu phạm hạnh Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì giống tỏ bày Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhập kinh đỉnh tên vô lượng nghĩa giữa trời rưỡi hoa mang đa trong trời tự nhiên vang càng trời rộng quý thần cũng dương đừng nhân tôn tên ca các cõi vần tên thời vang đồng lượng vần phong sáng giữa mày hiền các viên hi hữu ánh sáng chiếu phương đông muôn tám nghìn cõi Phật. Hãy sanh tử nghiệp báo của tân cả chúng sinh lại thấy các cõi phần dùng các báo trang nghiêm màu lưu ly pha lê đây bởi phần quang soi lại thấy những trời người rộng thường chúng gia xóa càng thang khẩn na la đều cùng dường vân minh lại thấy càng như lai tự nhiên thành vần đào màu thân như núi vàng đoan nghiêm đứng đẹp màu như trong lưu ly sành hiện ra tường chân kiếm Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Hồi mỗi càng cõi phần chúng thanh văn vô số nhân Phật quang soi sáng đều thấy đại chúng kia hoặc có các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như nhìn cho báo lại thấy các Bồ Tát Bồ Tát nhưng nhung thầy số đông như hằng xa đây bởi sáng Phật soi lại thấy an Bồ Tát sâu vào các thiền định đứng tâm lặng chẳng đồng để cầu đạo vô thượng lại thấy các Bồ Tát rõ tướng pháp tịnh diệt đều ở tại nướng mình nói pháp cầu Phật đạo. Bấy giờ bốn bộ chúng tới Phật Nhật Nguyệt đang hiện xứng thần thông lớn tấm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau việc này nhân duyên gì.
đấng của trời người thờ vừa từ chánh định dạy khen diệu quang Bồ Tát. Ông là măng của đời mọi người đều tin về hay vân giữ tạng phạm như phạm của ta nói chi. Ông chứng biên đường đứng Phật đã ngợi khen cho diệu quang vui mừng liền nói kinh Pháp Hoa. Trải 60 điều kiếm trắng rời chỗ ngồi ấy, ngài diệu quang pháp sư tròn đều hay thọ chỉ pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng vui mừng rồi liền trên trong ngày đó bao an chúng trời người cả pháp nghĩa thực tương đa vì càng ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niệm bàn phải một lòng tinh tấn rời các sự buồn lung các vật rất khó gặp mừng kiếp được một lần. Các con của Phật thấy nghe Phật xâm nhập diệt thấy đều lòng buồn khổ Phật sao gấp diệt vậy đấng thanh chúa Pháp Vương an ủi vô lượng chúng nếu lúc ta diệt độ các con. Ông chớ lo sợ đứng tạng Bồ Tát đấy tâm đà đường thông thấu nơi vô lậu từng tướng kế đây sẽ thành Phật tên hiệu là tinh tấn cung độ vô lượng chúng đêm đó Phật diệt độ như cuối hẹn lửa tăng chia vâng càng ra lời mà dạy vô lượng tham. Tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn đề cầu đạo vô thượng diệu quang pháp sư ấy vâng giữ Phật Pháp Tạng trong 80 tiểu kiếm đồng nói kinh Pháp Ma Tam vì vương từ đó đường diệu quang dây báo vâng bên đạo vô thường sẽ thấy vô số phần cúng dường các Phật sống thuần theo tu đại đạo nối nhau đằng thành Phật chuyển tứ thọ kỳ nhau đứng Phật rốn sâu cả. Hiểu là Phật nhiên đăng đạo sư của thiên tiên độ thoán vô lượng chúng diệu quang pháp sư đó có một người đệ tử tâm thường cứu biếng chế tham mưa nơi danh lời cầu dân lời không nhằm thương đến nhà sang dầu rơi bỏ viện tùng ngọc bỏ quên không thông thuộc vì bởi những duyên ấy nên gọi là cầu dân cùng tu các nghiệp lành đằng tay vô số Phật cùng dương các đức Phật thuận theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng Thích Ca sau đây sẽ thành Phật hiểu rằng Phật Di Lặc rộng độ hàng chúng sinh số đông đến vô lượng sau Phật kia diệt diện độ lưỡi biển đó là ngài còn diệu quang pháp sư nay thời chính là ta ta đây vẫn đăng minh điểm sáng được như thế cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa tượng nay như điểm giữa là vương tiền của Phật nay Phật phóng ánh sáng giúp bày nghĩa thiền tương các người nay nên biết chắp tay một lòng chờ Phật sẽ dưới nương pháp đầy đủ người cầu đạo các người cầu ba thừa nếu có chỗ nghi hội Phật sẽ dứt trừ cho kiến nghiên công còn thừa Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh phục nguyện tam bảo chứng minh nói thân ngộ niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đế thích tự thiên vương chuông thiên long bằng bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Gia Hồ
Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tục, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chân pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu, đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời Đức Phật dạy, tin sâu những quả phạn tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền tực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyền giảm gia quyền an khang, lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trần vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn, chứ vì ứng linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các ứng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa, các ứng linh có những duyên tại địa cuộc này, các ứng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh, khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ, tình sau tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dựng trữ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hòa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng càng nàng nước cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương, ác độc quỷ vương, đáng quỷ vương, huyết lệ sâu quỷ vương, cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quỷ này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành Bồ Đề,
chuyển tài Phật Pháp phổ độ chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên trì đức, trọn đầy những tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nương an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế, tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chẳng tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện nghe ô phước ban gặp tất cả đức độ quần sanh, Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch na nam ma mô Phật Bồ Nghệ Sư Thích Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chan trải mười phương khắp tất cả hiền thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý y Phật nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thường. Từ quý y Pháp nguyện cho chúng sẽ tạng trí tuệ như biển. Từ quý y tăng nguyện cho chúng sẽ quảng lý chú nghe na thầy không